Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con manh chữa, một con manh tơ và một con cái siêu. Đây, con mẹ nè các bạn. Còn cái manh tơ nè các bạn. Cái manh tơ cao 1m15 bò các bạn, 8 tháng tuổi, giá 18 triệu các bạn, rúng nghiếm nghiêm chỉnh nè. Đó, xương chà bá xương luôn các bạn, lưng thẳng băng nè các bạn thấy không? Lưng thẳng băng nè. Đó, đây là manh mẹ các bạn, đang ôm chữa lứa nhì 6 tháng các bạn, cao 1m32 bò các bạn. Cao 1m32 bò giá 36 triệu. Đó, còn manh con các bạn không? Đòn chạy sọc cao 1m15 các bạn. Manh mẹ nè. Đó, manh mẹ các bạn không? Đó, chân móng đồ hoàn thiện các bạn, chân móng đồ hoàn thiện. Đó, sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn, kiếm dầu nghiêm chỉnh luôn các bạn. Đó, giá 36 triệu các bạn, chữa 3B, chữa 3B 6 tháng, cao 1m32 bò. Còn anh con này thì cao 1m15, 8 tháng tuổi, giá 18 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Còn này là con cái siêu đó các bạn. Con cái siêu, siêu tơ các bạn. 10 tháng tuổi, cao 1m15, giá 19 triệu các bạn. Đầu trọc lóc luôn các bạn thấy không? Đầu trọc lóc luôn. Đó, đầu trọc lóc luôn các bạn. Cao 1m15 bò, giá 19 triệu các bạn. Giá 19 triệu, chân móng đồ hoàn thiện nè. Đó, lưng thẳng nè các bạn thấy không? Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, trực tiếp số điện thoại của anh chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình các bạn. Còn đây con man các bạn, lưới nhì. Bự toàn chà bá luôn các bạn, cày đuôi nè. Qua đen cày đuôi chà bá nè các bạn. Đó, chân móng móng sò hoàn thiện hết các bạn. Chữa 6 tháng nè. Chữa 6 tháng 3B các bạn. Cao 1m32 bò, đòn ngay sẽ lưng các bạn. Giá là 36 triệu các bạn. Đang ôm chữa lứa thứ nhì các bạn. Phải không? Chân cẳng luôn, nghiêm chỉnh đó các bạn. Rúng nè các bạn không? Hơi tối nha các bạn. Rúng yếm luôn, nghiêm chỉnh các bạn. Con siêu nè các bạn không? Con manh con. Đó, con siêu nè, 10 tháng tuổi, cao 1m15 bò, giá 19 triệu các bạn, 19 triệu. Đó, bò này nằm ở quận 9 các bạn, bò này nằm ở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh các bạn, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Nghiêm chỉnh hết các bạn, sái tích rồi nghiêm chỉnh hết. Và mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại con man đang ôm chữa lứa nhì, cao 1m 32 bò, chữa 6 tháng 3B, giá 36 triệu. Đó, con manh con đó, thì cao 1m15 bò, 8 tháng tuổi, giá 18 triệu. Còn con cái siêu, 10 tháng tuổi, cao 1m15 bò, giá 19 triệu nha các bạn. Đó, con kia là sắc siêu kem các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.